Suy nghĩ về cái chết và muốn tự tử. Dấu hiệu nhận biết trầm cảm sau sinh. Trầm cảm sau sinh là một tình trạng trầm trọng mà các bà mẹ có thể trải qua sau khi sinh con. Trầm cảm sau sinh nguy hiểm ở chỗ là các mẹ cũng như là người thân thường không nhận biết được các dấu hiệu của bệnh để mà điều trị một cách kịp thời. Vì vậy thì hãy đặc biệt lưu ý khi sản phụ có một trong các dấu hiệu như sau. 1. Khóc nhiều hoặc dễ cáu gắt tức giận. 2. Ít nói chuyện, thậm chí là không nói chuyện, xa lánh gia đình, xa lánh bạn bè. 3. Luôn lo âu bản thân không phải là một người mẹ tốt, mất tự tin với vai trò là mẹ. 4. Chán ăn hoặc ăn nhiều hơn so với bình thường. 5. Mẹ mất ngủ triền miên hoặc ngủ quá nhiều. 6. Suy nghĩ và hành động phản ứng chậm hoặc lặp đi lặp lại. 7. Hay có những cái suy nghĩ tự buộc tội bản thân mình. 8. Giảm tập trung chú ý. 9. Không có hứng thú với em bé, không muốn kết nối với bé, cảm thấy em bé là nguyên nhân của mọi sự mệt mỏi mà mình đang phải chịu đựng và cảm thấy em bé không phải là con của mình. 10. Có suy nghĩ làm hại bản thân hoặc em bé. 11. Là cấp độ nặng nhất, sẽ là thường xuyên suy nghĩ về cái chết và muốn tự tử.